hoàn toàn không viền màn hình đẹp như mơ. Samsung có thể sẽ giới thiệu một chiếc TV mới mang tính đột phá tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2020 ở Las Vegas vào tuần tới. Theo các thông tin dò dỉ, đây là mẫu TV có màn hình QLED 8K và hoàn toàn không viền với số model Q900T và Q950T. Chiếc TV này được cho là có các cạnh mảnh đến mức gần như không phát hiện thấy nếu nhìn từ xa. Hôm thứ Ba ngày 31 tháng 12 vừa qua, Trang web bốn phim của Đức đã tiết lộ một số hình ảnh được cho là chiếc TV này của Samsung. Không có nhiều thông tin về TV 8K và hoàn toàn không viền này của Samsung, bao gồm giá bán, ngày phát hành hay các tùy chọn kích thước. Nhưng rõ ràng Samsung đang có những bước đi tiên phong về việc cải tiến màn hình như trên dòng smartphone Galaxy. Chúng ta có thể sẽ biết nhiều hơn về chiếc TV mới này của Samsung vào tuần tới khi CES 2020 khai màn.